Vâng, xin chào quý vị trên kênh của Mạnh Bonsai. Giới thiệu với toàn thể quý vị, trước màn hình của quý vị đang xem là một tác phẩm xanh Nam Điền. Phải nói là rất đẳng cấp, cực kỳ tuyệt vời luôn. Quý vị và các bạn hãy ngắm cho thật kỹ ạ. Đấy, anh Trần Hiệp đã đi vào bên trong rồi. Năm nay để vẫn nói với bà con như vừa rồi là hợp tác xã năm nay chúng tôi sẽ tiến sâu hơn nữa vào, vâng, để đẩy mạnh và đưa những sản phẩm, những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đến với bà con và đến với anh em mọi miền tổ quốc đấy. Trong khi đó là các bạn, các bác vừa được thưởng lãm những tác phẩm đẹp, cũng chính là một phần các bạn giúp đỡ và ủng hộ bà con nông dân. Vâng. Chính vì thế mà đầu xuân năm mới chúng tôi đã động viên rất nhiều bà con, vâng, tự tin lên và điều chỉnh lại cái giá và trả về với cái giá sự thực đi. Okay. Để chúng ta sẽ tái đầu tư trở lại. Một số bà con Trần Hiệp có đến thăm gia đình thì cũng có như một số các bác gia đình là cũng có tầm khoảng cỡ 5 đến 7 tác phẩm xanh, nhưng các bác vẫn cứ than thản là không xuất ra được để lấy vốn tái đầu tư. À. Trong khi đó thì Trần Hiệp vẫn nói rồi, các bác sẽ chuyển về hợp tác xã Hoa Cải Thiện Thăng Long đi. À. Để Trần Hiệp sẽ kết nối cùng với các bác trên khắp miền tổ quốc và anh em sẽ có một chút gì đó để hướng về để giúp đỡ bà con. Ok ạ. Đôi bên cùng có lợi, các bác thì có vốn để tái đầu tư và anh em thì có sản phẩm để chơi. Đấy, thế thì như vừa rồi Trần Hiệp cũng nói đây là đầu xuân năm nay các bác là rất vui, no, là rất nhiều gia đình, thêm 17 xã viên nữa đăng ký, cho là 17 gia đình nghệ nhân đăng ký và một số các bác vừa rồi thì nhận được những cái khoản tiền mà anh em đã đầu tư và mang về tái đầu tư là các bác rất vui. No. Các bác nói là trải qua 2-3 năm vừa rồi là không có vốn để tái đầu tư. À. Cái này là xanh Nam Điền zin đúng không anh? Và đây là một tác phẩm xanh Nam Điền này thì cũng xin mạnh dạn giới thiệu với anh em là bằng 300 triệu. Tác phẩm xanh Tam Đa 300 triệu. Vâng. Và Trần Hiệp sẽ treo lên để cùng đo với chú Mạnh nhé. Ok. Cho nó chuẩn xác nhé. Em đứng đây thì quá chuẩn rồi đấy. Và không, hôm nay Trần Hiệp vừa nói với các bạn thêm này, Trần Hiệp vừa rồi sẽ gửi cho anh em là một số anh em nói là đây là tác phẩm phôi. Vâng. Nhưng Trần Hiệp đã cam đoan với các bạn đây không phải là tác phẩm phôi nữa. Ừ. Và tác phẩm này đã hoàn thiện đến 80% rồi. Vâng. Chúng ta chỉ còn nuôi những bông dăm này nữa, khoảng tầm 2 năm nữa thì cây phải nói với các bạn là nó VIP, vô cùng VIP. Ừ. Và phải nói là rất VIP. Trần Hiệp sẽ đo đường kính nhá, Mạnh nhá. Ok anh. Đo điểm thắt này thôi nhá. Đường kính này là được 78 chỗ này, là chỗ cổ thân này này. Vâng. Thì có nghĩa là 3824, có nghĩa là vanh ra khoảng 203 chỗ này. À. Đấy, riêng chỗ cổ thân này này, vanh 203. Chiều cao là chiều 1m8. Xong rồi tí đã đo cái bể là biết ngay. Chiều cao là 1m8. Vâng. Tán được 2m2. Vâng. Đây, cái cổ, cái quả phúc sau nằm đây. Tôi sẽ quay đi chi tiết cho anh em ngắm được. Vâng. Chất đấy. Cây này thì cái này cái xanh đáng Tam Đa đúng không? Bảo mấy bác bảo là mang đến, nhưng bác ấy bảo là thực ra là tôi giao lưu thì cũng rất tiếc. Yeah. Tôi muốn hoàn thiện để nói thật là ước mơ xây ngôi nhà. À. Chả giấu gì, cũng ước mơ tiền tỷ hơn tỷ đấy. Nhưng mà thôi là do hoàn cảnh kinh tế. À. Thì tôi bảo là thôi bác ạ. Tiền bác tỷ. Cứ giao lưu đi rồi bác sẽ làm những tác phẩm mới hoặc là chúng ta sẽ tìm những cái gì. Cuối cùng là bác bảo thì bác cũng hỏi Trần Hiệp tiếp theo, thì Trần Hiệp bảo nói là vâng, giá trị của cây này thì nó chỉ được khoảng tầm được 300 triệu thôi. Vâng. Bác giao thì Trần Hiệp sẽ đàm phán với anh em mà chúng ta sẽ tái đầu tư, chúng ta sẽ phục vụ này nền kinh tế gia đình ra bằng thực tế nhá. Nhưng mà bây giờ các bác cứ ngồi đợi nó lâu lắm thì các bác đi ra thì cũng cứ băn khoăn mãi cũng tiếc. Thật sự luôn là phấn đấu cả sự cả đời đáng đồng tiền để đầu tư cây này. Nếu như mà quý vị và các bạn thực sự là đi yêu, đam mê và gọi là có một cái tính dứt khoát ấy, thì cũng đầu tư chơi cây này. Thực ra cây này thì càng chơi nó lại càng lên tiền nữa chứ không phải là đơn giản đâu. Anh em nhìn này, những cái bệ này. Đấy. Hàng cực kỳ chất luôn. Đây nhá, tôi cố gắng tôi quay kỹ cho quý vị và các bạn xem nhá.
Không, đến lúc rồi quý vị và các bạn mua. Nhìn thấy một cây Nam Điền mà thân đặc như thế này, thân nặng như thế này không? À. Mà lại nó là hàng 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 nghệ thuật. Đây. À. Thân nặng như thế này. Duy nhất chỉ còn này, có hai cái bên này, hai cái rễ đây anh em. Đâu, hai rễ đâu anh? Đấy. À. Không còn phải anh em không còn hàng ghép bằng nghiết nữa, ừ. Nó là hàng xịn luôn đấy. Hai cái rễ đấy buông nghệ thuật mà, kệ thôi. Mà có 300 triệu. À, nói thật là khi mà Mạnh quay những cái video ở hợp tác xã này thì Mạnh cũng mới thấy được rằng là có rất là nhiều các bác, gọi là kể cả từ các bác đại gia yêu cây đam cây cho đến những anh em gọi là yêu cây nói chung rất là thích. Đấy, rất là thích nhưng mà lại không dứt khoát. Thế thành ra đến khi mà cây đi rồi, tức là cây được giao lưu cho người khác rồi mới lại tiếc. Tiếc thì cũng lúc bấy giờ thì cũng không thể làm gì được nữa rồi. Còn cơ hội bây giờ thì vẫn dành cho quý vị. Nhưng mà vì là những cái video tôi lưu trữ ở trên YouTube là nó cứ ở mãi mãi đấy, cho nên khi mà quý vị gọi điện cho anh Hiệp, số điện thoại là 0399903128 ấy, thì quý vị phải hỏi anh ý là cây này còn hay không. Chứ nếu mà cây mà đã giao lưu rồi thì đấy, anh em đều biết là coi như là cái lối quý vị như này thì nó thời gian các bác thì nó kiên trì. Vâng. Vài chục năm cắt rồi lại giật rồi lại cắt rồi chuyển thế. Đây, cứ nhìn này, quay dưới này mới biết cái đường đi của cây còn nó đẹp. Đặt ống kính phía dưới. Đấy. Thấy chưa? Đường đi nó có trông như rất gần này nhưng mà tán không trồng. Ờ. Các bác tách hẳn ra. À, đây đúng không anh? Ừ, đấy. Đường đi các bác. Đấy, đường đi khúc khỏe, quanh co non xanh nước biếc như tranh họa đồ đó. Chất lử chưa? Thế nhá, tôi đứng xa xa ra một chút nhá. Đấy, quay cho quý vị và các bạn ngắm cho thật kỹ. Đấy. Một lần nữa Trần Hiệp nhấn mạnh rằng anh em và bà con chúng ta là những người thông thái, sinh vật cảnh và lên đầu tư tác phẩm này. À. Và tác phẩm này có thể trượt giá đến gấp 10 lần. Tức là bây giờ nói chung là đừng nên tiếc, đầu tư tác là có thể trượt giá đến 10 lần sau 3 năm nữa. Đầu tư là có lợi. Hoàn thiện tay này. Và kể cả sau anh em có chốt tác phẩm này nếu không thích quay lại đây Trần Hiệp vẫn tính cho anh em cái giá như thế. Cam đoan là cái tác phẩm này chuẩn đấy nha anh nhá. Cam đoan 100% đúng không? Ok anh. Quá chất luôn. Đấy. 300 triệu. Mạnh chốt lại. Lần cuối cùng cho quý vị, thay anh Hiệp cho quý vị và các bạn. Tác phẩm xanh Nam Điền. Zin 300 triệu. Quý vị thực sự kết alo anh Trần Hiệp 0399903128. Rồi. Tôi xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.